Vâng, xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với những video trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Kinh Bắc. Và trong buổi sáng của ngày 1 tháng 5 năm 2022, đơn vị chúng tôi xin được giới thiệu đến khách hàng một combo sản phẩm bao gồm là một bộ hoành phi cô đối và kèm theo đó là một chiếc án gian đục ngũ phúc. Thì đây là một combo mà chúng tôi hoàn thiện với chất liệu là gỗ gụ và chúng tôi hoàn thiện cho gia đình nhà bác Quang đến từ thành phố Hà Nội. Và trước khi mà chúng tôi bàn giao và lắp đặt vào phòng thờ gia tiên của gia đình nhà bác thì chúng tôi cũng xin phép là quay lại một đoạn video clip ngắn để giới thiệu cho quý vị về một combo sản phẩm được hoàn thiện rất chi là kỹ. Thì đầu tiên thì chúng tôi xin giới thiệu về bộ hoành phi cô đối được chúng tôi làm theo hình thức là long khung. Và với bức hoành phi thì chúng tôi làm với kích thước cao là 67, dài là 1m97, ván lồng bên trong thì là dày đậu 2 phân và được đục 3 chữ là Đức Lưu Quang. Đó, ván lồng là chúng tôi làm dày đậu 2 phân và đục 3 chữ là Đức Lưu Quang. Và với chất liệu gỗ gụ thì là một chất liệu gỗ rất là quý, có tính ổn định rất là cao. Và một cái sản phẩm mà chúng tôi đã hoàn thiện xong thì sau khi dát vàng thì chúng tôi đều phủ lên bên trên là một lớp bóng nha quý vị. Đó, sau khi dát vàng thì chúng tôi đều phủ lên bên trên là một lớp bóng để khi quý vị sử dụng cũng như là trong quá trình vệ sinh lau chùi thì không lo vàng nó bị bong chóc, cũng như là về cái mặt xước thì nó cũng hạn chế rất là nhiều. Và hơn nữa là chữ thì được cơ sở chúng tôi đục trên nền gấm chữ vạn, tượng trưng cho vạn phúc vạn lộc. Và chúng tôi đục cả chữ nho và phụ đề dịch bằng tiếng Việt. Và kèm theo đó là 4 cây tứ quý. Đó, đây là 4 cây tứ quý đấy ạ. Tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa thịnh vượng. Và phần ván thì chúng tôi làm ván dày là 2 phân. Ván dày đậu 2 phân. Và cái sản phẩm này thì chúng tôi làm phần khung. Phần khung thì chúng tôi làm bản dày là 6 phân và chiều rộng là chúng tôi làm dày là 10 phân nhé. Đó, chiều rộng là 10 phân và độ dày là 6 phân. Và đằng sau thì chúng tôi sẽ chạy là 3 thang. Đó, 3 chiếc thang hét đây ạ. Và với cái sản phẩm hoành phi thì khuyên quý vị sử dụng thì yên tâm về chất lượng. Đó, yên tâm tuyệt đối về chất lượng. Và cái kỹ thuật dát vàng thì chúng tôi đều có kinh nghiệm với nghề dát vàng là trên 25. Đó, trên 25 về cái sản phẩm dát vàng thì khi mà đưa ra một cái sản phẩm đã hoàn thiện thì cái lớp vàng của đơn vị chúng tôi thì nó rất là sáng. Nó rất là sáng, rất là căng vàng và rất là gọn chữ nhá. Nó chúng tôi làm rất là gọn chữ đây ạ. Nó rất là gọn chữ, không bị nhơm ra ngoài. Đó, đó là một cái kỹ thuật và một cái đẳng cấp riêng của đơn vị chúng tôi. Và hai vế cô đối thì chúng tôi làm với kích thước cao là 1m97. Cao là 1m97, bản rộng là 27 phân và tấm liền nhé quý vị nhé. Tấm liền dày là 4 phân. Hàng được sản xuất là tấm liền dày là 4 phân, rộng là 27 và cao là 1m97. Đó, đục bộ chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh. Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh và bên tay trái thì chúng tôi sẽ đục bộ chữ là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh và có cả chữ nho và phụ đề dịch bằng tiếng Việt. Đó thì chúng tôi dát vàng thì đều có một cái chuyên môn. Đó có một chuyên môn đấy ạ, hoàn thiện phần vàng. Đó rất là kỹ. Và sau khi dát vàng thì chúng tôi đều phủ lên bên trên là một lớp bóng. Đó. Cái sản phẩm này thì cái bề mặt vàng nó rất là căng. Rất là căng và rất là lì vàng. Và một bộ sản phẩm hoành phi cô đối thì chúng tôi đang bán với giá là 15 triệu đồng. Đó, 15 triệu đồng thì khách hàng nào mà yêu thích thì có thể liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp với đơn vị của Đồ Gỗ Kinh Bắc theo số hotline đó là 086882 0. Và ngoài ra thì chúng tôi có sản xuất với những cái sản phẩm hàng đặt theo yêu cầu về kích thước, đó, độ dày và bộ chữ theo yêu cầu thì chúng tôi cũng nhận gia công và sản xuất cho quý vị. Và kèm theo đó là một chiếc án gian được đục ngũ phúc đấy ạ. Với kích thước là chân 12, đó, chân là chân 12. Về phần mặt thì chúng tôi làm dài là 1m97. Phần mặt được làm dài là 1m97 và sâu thì là 97 phân và cao là 1m27. Cao là 1m27, sâu là 97 và mặt là rộng là 1m97. Và phần mặt thì chúng tôi làm phần ván với độ dày là 1/2. Ván dày là 1/2 và được hoàn thiện vô cùng là kỹ. Đó, hoàn thiện rất là kỹ. Và chất liệu gỗ gụ thì được rất là nhiều khách hàng yêu thích và ủng hộ. Đó, thì bởi vì là cái chất liệu gỗ
Gỗ là một trong những dòng gỗ quý, tom gỗ thì rất là mịn và chất gỗ thì rất là cứng. Và phần vai thì chúng tôi làm dày là 6 phân nhá. Nó phần vai đấy ạ. Phần vai là dày 6 phân. Đây là phần vai hồi đấy ạ, cũng được làm dày là 6 phân. Và phần ô cổ là đục triện chữ vạn, đó, đục triện vạn. Tượng trưng cho vạn phúc vạn lộc. Và phần vách quây thì chúng tôi đục là 4 cây từ quý, tùng cúc trúc mai. Đó. Đây là hình ảnh của cây mai đấy ạ. Hình ảnh cây mai, đó, đây là cây trúc. Và tiếp theo là cây cúc và cuối cùng là cây tùng. Và với cái sản phẩm án gian thì chúng tôi làm theo mẫu là đục ngũ phúc. Đó, đây là mẫu ngũ phúc đấy ạ. Hoàn thiện vô cùng là tinh kỹ, đó, các cái lét đục, những cái đường chân đục đấy ạ. Hoàn thiện rất là kỹ nha quý vị và chúng tôi sẽ quay gần, quay chậm để quý vị có thể cảm nhận và chiêm ngưỡng được về cái mức độ hoàn thiện. Đó, hoàn thiện rất là kỹ. Bóng cờn nó rất là bóng đấy ạ. Và phần yếm thì chúng tôi làm dày là 4 phân nhá. Nó yếm dày 4 phân. Chân là chân 12. Chân là chân 12 đấy ạ. Và một chiếc án gian mà chúng tôi làm theo kích thước là chân 12 đục ngũ phúc thì chúng tôi đang chào bán cho gia đình nhà bác Quang với giá là 17 triệu. Nó 17 triệu đồng, hoàn thiện rất là kỹ. Hoàn thiện rất là kỹ và được làm với kích thước dài là 1m97, sâu là 1m27. À chúng tôi xin lỗi, là sâu là 97 phân và cao là 1m27. Giá là 17 triệu đồng. Và khách hàng mà yêu thích một trong hai sản phẩm hoặc là muốn đặt một combo giống của gia đình nhà bác Quang thì cũng có thể liên hệ với đơn vị chúng tôi qua số hotline đó là 0868 82 từ quý 0. Và địa chỉ thì chúng tôi ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Ninh Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và một bộ hoành phi thì có giá là 15 triệu. Chiếc án gian thì có giá là 17 triệu nhé. Đó thì clip ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép là khép lại tại đây và chúng tôi sẽ bàn giao và lắp đặt một combo về phòng thờ gia tiên của gia đình nhà bác Quang. Và thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.